năm phụ nữ quan trọng trong lịch sử Cần Sa Thế giới cổ đại lịch sử Cần Sa Nữ Pharaoh Hatshepsut và Cần Sa ở Ai Cập cổ đại Theo một bài báo được xuất bản vào năm 2006 đăng trên tạp chí The Smithsonian Pharaoh được cho là đã sử dụng cây Cần Sa để kiểm soát các triệu chứng đau bụng kinh Nhưng nữ Pharaoh Hatshepsut có thể không phải là người phụ nữ duy nhất trong thời đại của bà chuyển sang dùng Cần Sa để giảm đau Văn tự cổ Iber Papyrus, một văn bản y học thảo dược từ thời Ai Cập cổ đại, trích dẫn việc sử dụng cây cần sa để điều trị không chỉ chứng đau bụng kinh mà còn để giảm bớt cơn đau khi sinh nở. Bài báo nói rằng cần sa đã được trộn với mật ong và đưa vào âm đạo để giảm đau bụng kinh. Thời Trung cổ, thành nữ Hildegard von Bingen và cần sa làm thảo dược có lẽ một trong những nhà hoạt động cần xa hiếm có và không ngờ tới trong danh sách của chúng tôi là thánh nữ Hildegard von Bingen bà là một nữ tu người Đức sống ở thời Trung Cổ. Sau này bà đã được phong thánh trong giáo hội công giáo, bà đã nói nhiều về y học trong một thời đại mà phụ nữ được cho là sẽ im lặng trong các môn học. Bà Hildegard có niềm yêu thích đặc biệt với thảo dược và đã viết trong cuốn sách hướng dẫn về sức khỏe Physica của mình rằng cây gai dầu có thể được sử dụng cho nhiều phương pháp điều trị khác nhau. Theo cuốn sách năm 2013 của tiến sĩ y thần B. Russo, Cần Sa và Cannabinoid, Dược học, Độc tính và Tiềm năng trị liệu Cannabis and Cannabinoid, Pharmacology, Toxicology and Therapeutic Potential. Thế kỷ 19, Nữ Hoàng Victoria và Cần Sa trong một kỷ nguyên bảo thủ. Kỷ nguyên Victoria ở thế kỷ 19 là một trong những thời kỳ hạn chế xã hội nhất trong lịch sử nước Anh, nhưng người phụ nữ ở trung tâm của chủ nghĩa bảo thủ này có thể đã tham gia vào một hoạt động rất tiến bộ, sử dụng cần sa. Theo một số nguồn tin, nữ hoàng Victoria có thể đã được bác sĩ kê đơn cần sa để giảm đau bụng kinh. Nữ hoàng Victoria đã sử dụng nó để xoa dịu cơn đau khi sinh đứa con trai út của bà là hoàng tử Lepo vào năm 1853. Bác sĩ của bà tiến sĩ John Snow đã ghi lại rằng nữ hoàng Victoria nói rằng thuốc gây mê chloroform êm dịu yên tĩnh và thú vị hơn tưởng tượng. Louisa May Alcott và Cần Sa trong văn học, nổi tiếng nhất với việc chấp bút cho cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất những người phụ nữ nhỏ bé Little Women vào năm 1868, tác giả người Mỹ Louisa May Alcott đã viết một câu chuyện ít được biết đến hơn có tựa đề trò chơi mạo hiểm trong đó các nhân vật thử nghiệm với hát. Trong một bản bìa mềm phát hành lại vào năm 2007 của câu chuyện, bà đã mô tả hiệu ứng của hát đối với các nhân vật bằng ngôn ngữ thanh tao. Một giấc mơ thiên đường ập đến, trong đó họ di chuyển như thể trên không? Mọi thứ đều bình lặng và đáng yêu đối với họ, không có gì đau đớn, không có gì cần quan tâm, không sợ hãi bất kỳ điều gì, và cho đến phút cuối cùng, họ cảm thấy mình như một thiên thần đang ngủ quên. Thế kỷ 20, Margaret Mead và cuộc chiến chống ma túy Uondrak. Nhà nhân học văn hóa người Mỹ Margaret Mead là một trong những phụ nữ thẳng thắn nhất của thế kỷ 20 về chủ đề hợp pháp hóa cần sa. Bà sinh ra ở Philadelphia, Pennsylvania vào năm 1901. Bà Margaret Mead lập luận thêm rằng cần sa không có hiệu ứng độc hại như thuốc lá, không gây nghiện như heroin và nhẹ hơn rượu. Trên thực tế, bà khẳng định rằng nỗ lực hạn chế việc sử dụng của giới trẻ đã dẫn đến những hậu quả xã hội nghiêm trọng hơn những hậu quả liên quan đến lệnh cấm vào năm 1920.